Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Trong cái tuần này thì tôi cũng đang triển khai dần các cái yêu cầu của các anh em. Đấy, làm content. Các cái đội hình mà anh em yêu cầu thì tôi đang làm dần. Có một vài anh em đã yêu cầu được khá lâu rồi, nhưng mà bây giờ tôi mới có thể làm được. Vì vừa mới có cái đợt update ấy, nên là bị cuốn vào chơi nhận định meta nhiều quá. Đấy, xoay quanh những cái bộ meta. Thế là cũng chưa có làm content được nhiều. Mới chỉ trải được một vài anh em thôi. Về căn bản là ở cái mỗi cái meta thì có những cái đội hình mà nó khác nhau để có thể chơi. Những cái đội hình mà meta trước anh em yêu cầu chơi ok chơi được, nhưng mà sang meta này nó lại khó chơi anh em ạ. Thế nên là tôi cũng muốn thông báo với các anh em để anh em biết tình hình là thực ra là không phải là tôi chưa làm. Đấy, mà tôi làm rồi nhưng mà tôi không làm được. Thậm chí là đối với một vài anh em như là anh em Đặng Minh Trung ấy, thì tôi đã ưu tiên tôi làm đầu tiên. Đấy, nhưng mà trải qua một vài trận ở trong meta mới, nó quá khó để có thể làm được cái bộ anh em yêu cầu. Nên là tôi cũng xin được thông báo để anh em được biết là có thể là cái bộ mà anh em Đặng Minh Trung yêu cầu ấy thì có thể một thời gian nữa mới có thể làm được. Đấy, anh em ạ. Anh em Đặng Minh Trung thì có yêu cầu chơi cái bộ 6 Glacier kết hợp với cả cái con Shadow Killer làm co. Thì cái bộ đấy thường ý, sẽ là xây dựng từ cái bộ Fake Feather hoặc là Fake Assassin. Nhưng mà trong cái meta mới này thì thực ra là Assassin nó không có một cái cơ hội nào có thể được chơi. Khi mà Warrior nó quá mạnh anh em ạ. Assassin và Clive là hai cái bộ mà rất khó chơi ở trong meta này. Clive mặc dù là đã qua cái meta Witcher rồi, nhưng mà nó vẫn không khá khẩm hơn là mấy. Khi mà trong meta này cái bộ Warrior nó quá mạnh. Warrior mà nó không thay đổi cái phần trăm phản ấy, nó không giảm cái phần trăm phản đi thì nó sẽ rất là khó chơi. Cái phần trăm phản anh em thấy là nó tăng thêm là 50% đúng không? 150% phản so với ngày trước, nhưng mà thực ra nó lại là không phải. Nó không phải là đơn giản, nó chỉ là 50%. Đấy, mà ở cái khoảng thời gian mà những cái con Warrior ấy, máu nó chỉ còn một nửa thôi ấy, thì nó còn nhân đôi cái số lượng đấy lên nữa, nhân đôi cái giáp lên nữa. Thực sự nó rất khỏe. Ví dụ như cái con Lancer ấy, nếu mà nó gặp mage chẳng hạn thì cái lượng máu lúc nào nó cũng dưới, nó cũng giữ được ở dưới một lửa máu 50%. Đấy. Đây là cái sức phản của nó là cực kỳ kinh khủng. Thậm chí nó có thể tính ngang với cả cái lượng đốt của cái vương miệng luôn. Đấy, vương miệng thậm chí là còn đốt nó còn ít máu hơn nếu mà cái lượng giáp của cái con Lancer nó lên được khoảng 80 giáp, 70 80 giáp. Thì cái việc phản đấy nó còn mạnh hơn cả cái vương miệng rực rỡ là đốt cơ. Vương miệng rực rỡ đốt là gì? Là ở trong vòng 2 giây là đốt được 60 đam, đúng không? 2 giây mới được 60 đam. Mà cái này ấy, cái phản của bọn Warrior này thì nó không tính theo giây, mà nó tính theo cái tốc độ đánh của đối thủ. Tốc độ đánh của đối thủ càng nhanh đấy thì phản càng đau. Đó chính là cái lý do tại làm sao mà cái bộ Glacier 6 Glacier bây giờ không chơi nữa. Bởi vì Warrior nó counter quá anh em ạ. Đấy, tốc độ đánh càng nhanh thì phản càng đau. Rất đau luôn. Phản anh em nghĩ là nó phản tầm bao nhiêu máu? Tôi nghĩ là nó phải phản tầm khoảng 200 máu xuyên giáp trong mỗi cái lần đánh ấy. Và nếu mà chơi 6 Glacier thì chắc là chỉ khoảng 3 đến 4 giây là con Shadow bay màu. Nói thật là như thế. Cái lượng hút máu ở cái mặt lạ điên hoặc là cái hút máu cuối ấy, nó không đủ để nó có thể hồi lại được cái số máu mà nó mất đi do cái việc là bị phản. Chính vì thế nên là cái bộ đấy bây giờ là gần như là không chơi được. Cái bộ Glacier ấy không phải chỉ có kết hợp với cả cái con Shadow Killer đâu, mà kết hợp với cả con Velom gần như là cũng yếu đi rồi. Đấy, chưa tính những cái con kiểu máy bay hay là Medusa ấy, thì là không chơi luôn. Ui rồi, thôi chết rồi, thằng này nó đẩy tôi nhiều quá anh em ơi. Ui phải đái ạ. Ôi đẩy nhiều thế, vẫn còn Blink phát lửa. Xong rồi, lại đẻ thêm. Ui mất nhiều máu quá. To nhỉ, bài to thế. 9 máu ạ. Ui con này lên được 2 sao. Quên mất hôm nay chưa giới thiệu cho anh em là hôm nay tôi chơi cái nội dung gì.
Thì hôm nay tôi chơi theo yêu cầu của anh em Trịnh Hoàng Long. Anh em nhá, anh em Trịnh Hoàng Long có yêu cầu tôi chơi cái bộ Warfake. Đấy, nên là tôi đang xây dựng trong cái quá trình xây dựng cái bộ Warfake đây. Warfake kết hợp với cả con Unicorn à. Mặc dù là ra hai con Eco đấy, nhưng mà tôi không muốn Eco. Trận này không cần phải Eco đâu, bởi vì Warrior chơi nó cũng khỏe chứ nó không yếu anh em ạ. Bộ Warrior ấy chỉ cần lên được level 6 thôi là chúng ta có 6 Warrior là khỏe rồi. Ở đây đã có sẵn hai cặp rồi anh em ạ, có hai cặp rồi. Aquaman mà lên được 2 sao là gánh được, yên tâm. Bộ này mạnh mà, không vấn đề đâu, không phải Eco. Ấy rồi, được. Cứ từ từ lên dần thôi. Đây, con này thay. Đấy, áp lên 6 là chúng ta có đủ 6 Warrior rồi. Đấy, như này đã chơi được rồi mà. Cái bộ này nó khỏe lắm anh em ạ. Ở giai đoạn đầu game nó chỉ có 6 con Warrior thôi mà nó đã kết hợp được với cả, ở đây là thêm 2 Selezi nữa rồi. Selezi đỏ, 2 đỏ này là mỗi con thêm được 150 máu. Đấy, với cả Selezi beat nữa. Bộ này mà nếu mà lên được level 7 thì còn kẹp được 2 Glacier hoặc là kẹp thêm 2 cá. Tôi thì khả năng là tôi sẽ kẹp thêm 2 cá, bởi vì trận này có khá nhiều thằng chơi mết đấy anh em ạ. Thằng này chắc cũng chơi Warrior này. Có thể là Warrior hoặc là Beat. Nói chung là cái bộ chính Warrior Fake mà anh em Trịnh Hoàng Long yêu cầu ấy thì nó cũng có một cái sức mạnh ở giữa game, nó khá là mạnh. Bộ 9 Warrior ở giữa game mà chơi fake ấy, thì có thể đánh giá là nó mạnh hơn cái bộ Warrior hàng deal đấy. Theo một cái cách nào đấy ở giữa game, bởi vì là nó được kẹp thêm mấy cái con hồi máu nữa. Và nó có những cái con nó có khả năng gây đam nếu mà chúng ta kẹp thêm vào. Còn bọn Warrior truyền thống thì cái việc gây đam nó ít hơn. Đấy, nhưng mà đấy là ở giai đoạn giữa game thôi. Giữa game thôi nha anh em nhá. Còn late game thì cái câu chuyện nó sẽ khác. Late game khi mà cái bộ Warrior nó lên được level 10, con Doom nó cầm đồ nó lên được 2 sao. Đấy, và nếu mà kẹp được thêm Kira nữa thì nó sẽ mạnh hơn đấy anh em ạ. Kẹp thêm Kira vào nữa thì cái con Doom ấy nó sẽ gần như nó sẽ không sợ bị phản đâu. Nó không sợ bị Warrior phản, bởi vì nó đấm xuyên giáp, nó đấm rất đau. Ok. Random à? Đồ này chưa ngon lắm, đồ này không tăng giáp và không ngon. Mấy cái đồ này thích hợp cho mấy thằng bắn trưởng hơn. Round này tôi lại chưa đủ tiền up cấp. Lẽ ra là round này ý, là phải up cấp rồi nhét con cá vào. Nhưng mà không đủ tiền anh em ạ. Mấy cái con dưới thì không bán được con nào cả, đều chơi được hết. Thằng này có Zu 2 này, xoay sẽ là rất đau luôn đấy. Bao giờ có cá mới ăn được thằng này. Nó xoay một lúc là chết hết rồi. Nhưng mà nào này bị lọt nhiều quá. Lọt nhiều quá. Ủa, giết thêm con sói nữa được không? Không được luôn. Nó lại còn hai cục máu nữa chứ. Quá nhiều máu luôn. Berserker này. Sao đắt lét này chơi được kẹp với cả fake là cũng ngon nhá. Chơi fake thì chỉ cần 3 con Warrior thôi anh em ạ. Tính chuẩn chuẩn xem là sẽ kẹp những cái con gì. Berserker có dùng không? Berserker cũng ngon. Thiếu một con Wizard đúng không? Một con Wizard, một con Demon nữa. Bài to quá rồi anh em ạ. Bài này tôi hơi đen. Trận này hơi đen. So với cả mấy cái trận trước thì rõ ràng trận này quá đen rồi. Bài này to này. Lắm 2 sao vãi đái. Full 2 sao ạ. Trừ con mèo ra. Trừ con mèo tôi còn lại là 2 sao. Khỏe thật.
Ok, Aquaman lên được 2 sao thì gánh được này. Kẹp cá phải không? Kẹp cá up cấp thì hơi thọt tiền nhỉ. Trận này bị thọt quá rồi. Trận này đang yếu anh em ạ. Sắp đi rồi. Anh em nhìn máu tôi à. Máu tôi còn có 69 máu thôi. Trận này nó lên một cặp Aquaman sớm mà không lên được 2 sao. Đến tận round 13 mới lên được. Mà vớ vẩn này có thua thằng này không? Thằng này sâu 2 đằng sau kìa. À không 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 không. Tôi nghĩ là ăn được đấy. Ăn được, ăn được, ăn được. Aquaman này đấm đau phết đấy. Ok, ít ra phải cho thắng trận chứ, đúng không? Thua mãi thì chết. Ồ đây rồi, cặp đôi vài trùng này là có thể hồi máu này. Trận này chơi Guardian Fake nhưng mà chắc là cũng đủ bộ phát là dí cấp thôi anh em. 6 con Guardian kẹp với cả 4 Wizard là mất 6 con đúng không? Kẹp với cả con Unicorn là con thứ 7 này. Con thứ 8 là con Zipper, con thứ 9 là con Dudley, vậy là đánh ở level 9 á. Lên level 10 thì có thể kẹp được thêm một con Phượng Hoàng nữa là xong. Đấy. Thế thôi. Đội hình form thế là được rồi. Bây giờ thì cứ thế mà làm thôi. Đợi Wizard. Đợi Doom. Ra Doom thì chỉ cần một con Wizard nữa là được. Ra con Grand Herald. Còn nếu mà không ra Doom thì chúng ta sẽ phải đợi tận cái con Grim cơ. Nhưng mà cái con Grim nó sẽ khó ra hơn. Khó ra phết đấy. Bình thường nhá. Rất là buồn cười cái chỗ là không biết anh em có thế không, nhưng mà tôi ấy, mà tôi chơi cái bộ Fake thì là chắc chắn là nó không ra cái con Grim. Dã man. Tôi không chơi thì nó ra, còn tôi chơi thì nó không ra đâu anh em ạ. Ok, đã lên được 2 sao nhưng mà chưa cho vào được. Rao sao? Mà cũng chưa thấy cái con Grand Herald nào nhỉ anh em nhỉ? Bây giờ cái kiếm Demon nó cũng dễ hơn. Nó cho cái con Shadow Evil vào trong cái bảng cái tướng kho tướng có sẵn ấy, là chúng ta lấy cái con đấy cũng khá là ngon đấy. Kết hợp cái con đấy với cả cái bộ Fake. Con đấy nó bù được một cái lượng đam khá lớn. Có thể kết hợp con đấy với cả bộ 9 Guardian Fake này cũng được. Nhưng mà nó bị trùng với cả con Zipper. Nên là con Zipper nếu mà muốn chơi thì sẽ không chơi được cái con kia. Tức là sau là phải ra là Grim là bán hết thôi. Trên này cũng ra ít Unicorn cơ. Lấy giờ tôi cũng đánh ở level thấp mà nó không ra. Ra mỗi con. Phượng Hoàng này. Sao lại kẹp cá vào hay là cho cái con đấy nhỉ? Con Dudley vào nhỉ? Dudley có khi ngon hơn ấy. Nó có khả năng hồi máu anh em ạ. Cá thì có khả năng kháng phép, nói chung là con hai con đều khá là hữu dụng kẹp ở level 7. À đây rồi. Cầu vực thẳm sẽ giúp cho chúng ta không cần phải kẹp cá ở level 7 nữa. Ok. Thế kỳ lên level 8 mới kẹp thêm cá vào cho nó an toàn. Đánh trận này có mết. Mấy thằng gây đam bây giờ hiện tại là cũng gây đam phép khá nhiều ấy. Kẹp vào như này là ok. Đủ tiền lên 8, một khi dí lên 8 kẹp luôn con cá vào nữa. Đấy, thằng này là chuyên bắn trưởng này. Có cầu vực thẳm ăn được không? Cầu vực thẳm mà khỏe mà 50% kháng phép, chả nhẽ lại không ăn được. Rồi. Tôi nghĩ là được đấy. Ok, 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 cắt chuối, cắt chuối, cắt chuối, cắt chuối. Rồi. Cái bộ Warrior tương đối khỏe ở giai đoạn này. Thôi rồi, bây giờ đợi tiền lên anh em ạ. Cái tầm level 7 này nói chung là ok rồi. Quan trọng là có 50 tiền để roll ra cái con Grim. Kích hoạt 9 Warrior sớm.
đánh ở bộ này level 7 cũng được, nhưng mà lên 8 lên 8 thì kẹp được vào thêm con Unicorn với cả con Dadlet có khả năng hồi máu ở level 8 thôi, đánh level 8 cũng được. Full 2 sao lên 9. Ok. Trên này có beat này, hay lên được Unicorn 3 sao à? Thế thì khả năng là round này hòa. À không không không. Trừ giáp rồi, trừ giáp rồi, trừ giáp rồi, trừ giáp rồi, trừ giáp rồi. Được. Được đấy, được đấy. Khỏe rồi anh em ạ. Con Dadlet hiện tại là đang rất là cành luôn. Tiền bắt đầu lên. Tầm này đến round 20 là tôi sẽ có 50 tiền đấy. Cố lên. Bây giờ mà thắng ở tất cả các trận thì tốt. Chúng ta sẽ sớm có cái chuỗi thôi. Đến sau round 21 tôi form được 9 Warrior thì rõ ràng là lúc đấy là bộ 9 Warrior nó rất là mạnh. Và chúng ta sẽ bắt đầu có chuỗi. Lúc đấy sẽ có chuỗi. Thắng đi. Cho thắng trận nữa đi. Ui mà thằng này thắng không? Thằng này thắng được, thắng được. Nó không mạnh đâu. Thằng này tưởng vừa lấy Blink nó để cho con Velom. Blink để cho Velom chứ không phải cho con cây. Tôi nó để cho con cây nó đẩy tôi sấp mặt luôn. Nhưng mà cái tầm này thì không đánh được tôi nữa rồi. Bây giờ khỏe rồi anh em ạ. Ok, rút round này chúng ta sẽ có 50 tiền. Bây giờ là lên 8 roll hay là roll ở 7 đây. Lên 8 thì cái cơ hội ra được Grim ấy nó sẽ cao hơn. Và khi mà chúng ta có Grim thì nó cũng sẽ đủ slot để nhét vào. Nó sẽ vừa đủ slot luôn. 3 con Warrior này, 3 con Wizard. Đấy, 6 con rồi. Thêm một con Dadlet là 7 và con Unicorn là 8. Tức là đánh ở level 8 là đủ bộ hiện tại form đội hình đấy. Ok. Đấy, thằng này vẫn cũng giống như chúng ta là đánh Warrior, nhưng mà nó toàn Warrior thôi, nó không kẹp cá, nó không kẹp cá, nó không kẹp với cái con khác. Ơ kìa, ui ngon đấy nhở. Bạn chết bạn lém sang món đồ ngon đấy. Ok, vậy là trận này chúng ta sẽ có một pha thử sức với cái nhà hàng Ryu. Chúng ta chơi hàng Fake, chúng ta đấm với hàng Ryu để xem là có ăn được không nhá. Thường là chơi hàng Fake nó sẽ ăn ở cái giai đoạn giữa đến khoảng lửa đầu của cuối game. Đấy, nhưng mà à úi rồi đây này. Được. Ok, ra Doom mới ra được thuyền trưởng rồi. Thôi bán mấy con này đi thôi. Chỉ cần 6 Warrior để lại thôi anh em ạ. Xác định là chơi hàng Fake mà, làm content chơi Fake thì chúng ta để lại 6 con thôi. Siêu late game thì sẽ là thua, nhưng mà đánh ở late game, đầu late game thì vẫn có thể ăn được đấy. Giữ lại 6 con thôi anh em ạ. Sau round 20 là tôi sẽ buộc tôi phải roll ra con Grim hoặc là con Grand Herald. Bắt buộc ấy. Không thì gặp nhà nào cũng chết. Gặp thằng nào cũng chết. Giáp à? À ui rồi đây rồi. Thế đủ bộ luôn. Ok. 9 Warrior. Được chưa? Rồi. Rồi, chúng ta kịp tiến độ rồi anh em ạ. Mặc dù là tôi không lên được 9, nhưng mà tôi vẫn form được 9 Warrior. 9 Warrior Fake ở level 8. Vẫn đúng tiến độ của cái bộ này luôn. Sắp xếp đồ lại một chút. Cho hai con cầm thôi. Cái con Aquaman ấy thì mặc dù là
Bây giờ nếu mà chúng ta cho vào thì nó sẽ bị vướng cái bộ cá đúng không? Nên là không kích hoạt được cái bộ phách. Nhưng mà tôi vẫn sẽ giữ lại anh em nhé. Đấy, bởi vì trận này late game mà sẽ phải đánh với mết đấy. Nên là chúng ta sẽ phải chuyển qua lại. Vừa Warrior mà chuyển 6 cá luôn. Đấy, phải chuyển qua lại giữa hai cái bộ môn đấy. Sáu Warlock à? Giờ vẫn còn thằng chơi 6 Warlock, tôi chịu luôn đấy, thề. Cái bộ mà nó yếu một cách toàn diện luôn thì bọn này nó lại chọn chơi. Trận này có cả trận này có cả Insectoid nhá anh em nhá. Meta này là bộ Insectoid nó cũng đã quay trở lại rồi, nó cũng có người chơi rồi. Tự nhiên lại ra con Agali. Agali này có thể lên level 10 kẹp vào thay cho con Phượng Hoàng cũng được này. Thêm một con hồi máu nữa cũng ngon. Nên chỉ luôn. Dí lên 10 thêm con Agali vào cũng hồi máu luôn mà. Ờ. Cũng được. Đây. Thằng này chưa đủ bộ, lên được level 9 rồi nhưng mà chưa đủ 9 Warrior. Nó có cái chén thành ấy, khá là chấn phái luôn. Nhưng mà tôi 9 Warrior rồi, tôi khỏe lắm. Ok, đấy có khả năng hồi máu rất là khỏe. Bây giờ rèn đồ đi. Nếu mà rèn đồ bây giờ thì phải rèn được đồ cam thì mới ngon. Mà đồ cam thì bây giờ đang thiếu nhỉ. Thôi rèn một đồ thôi vậy. Đây lấy cái giáp đi. Giáp càng to càng khỏe đó. Bộ này cứ lấy giáp với cả lấy hàng phép thôi anh em ạ. Lấy hai cái món đấy là được. Bộ này là không kẹp được cá nên là sẽ phải lấy thêm kháng phép. Đấy, và những cái món đồ tăng cơ, những cái món đồ tăng giáp, những cái món đồ tăng máu, những cái món đồ hồi máu là những cái món đồ ngon. Quanh đi quẩn lại mà đã chuỗi cộng 9 rồi này anh em này. Giờ Warlock sang đây thì cũng chẳng ăn làm ăn được gì với tôi cả. Warlock bây giờ nó sợ cái bộ Warrior lắm. Yếu lắm anh em ạ. Đánh vào có hồi được máu đâu. Đánh vào là chỉ gọi là hòa máu thôi chứ không hồi được máu. Đấm nó sấp mặt luôn này. Thằng ấy chắc đi luôn rồi. Cái bộ yếu nhất trần đời luôn. Bây giờ đổi đồ cam thôi anh em ạ. Trận này có mết nhá. Cái thằng top 1 bây giờ nó chuyển sang làm mết rồng đấy anh em ạ. Mết rồng đấy, mết rồng đấy, không phải Clyde đâu. Trận này vẫn phải giữ cầu vực thẳm. Đấy là lý do làm sao mà tôi vẫn chưa đổi đồ cam ấy. Phải giữ món cầu vực thẳm anh em ạ. Rồi thằng Beat. Beat vô tư. Ui rồi đánh vào phản chết này. Cáo chọc vào tự chết luôn này. Warrior fake này thì cái tính chất của nó cũng giống hệt cái bộ Warrior truyền thống thôi. Hàng real hay hàng fake thì nó cũng phản rất đau. Chính vì thế là nó sẽ counter vào cái bộ này. Tôi đang có chuỗi cộng 10 rồi anh em ạ. Đánh ở level 9 hay lên 10 nhỉ? Bây giờ đánh ở level 9 roll cái con Dadlet này lên được 3 sao đi. Đúng không? Dadlet làm co đi. Ở trong bộ này chơi con Dadlet làm co cũng rất là ok. Khỏe, có khả năng hồi máu, bảo kê đồng đội. Châu.
9 Warrior Dartlet. Trong lúc mà kiếm con Dartlet 3 sao rồi, tôi cũng roll bọn này full 2 sao luôn. Unicorn roll lên 3 sao. Late game này thì có thể thay con Unicorn bằng con cây cũng được. Về late game rồi mà. Chuyển đồ cho con cây 3 sao sẽ trâu hơn là con Unicorn đấy. Unicorn máu, máu nó ít lắm, nó không nhiều, máu nó chỉ bằng một nửa con cây thôi. Rồi, rèn đồ cam luôn anh em nhé. Tầm này phải đồ cam thôi. Đồ set đi. Tôi sẽ lấy cái bố set. Bất diệt thì lấy sau đi. Bố set này có khả năng là đứng im cũng có thể gây đam được này. Cũng ngon. Sau này có gì chuyển co thì có thể chuyển co đánh tay cũng được anh em ạ. Búa xét nó vừa tăng cơ dùng được, mà cái bọn đánh tay nó cũng dùng được. Trưởng núi à? Trưởng núi này thì chưa cho vào được. Có con Unicorn thì không vào được con này. Nó bị vướng con Unicorn anh em ạ. Rồi đây gặp hàng Ryu này. Hàng Ryu với một con Berserker với cái gương. Dồn đồ cho Berserker có mặt lạ hút máu. Mặt lạ hút máu cuối. Vẫn bị phản nó sấp mặt này anh em này. Thấy không? Đấy. Khỏe hơn thật luôn. Thậm chí là nó còn nhiều 2 sao hơn tôi nhá. Tôi làm gì có nhiều 2 sao đâu. Bộ này nó khỏe hơn cái bộ Ryu đấy. Ở thời điểm này. Ở tại thời điểm này. Còn late game thì chưa biết. Ôi rồi, con này mà lên được 2 sao thì có khi là lại lên 10 luôn anh em ạ. Nhờ. Chứ 2 sao để ở ngoài nó lại hơi buồn cười. Lên 10 luôn, sợ gì. Chưa gặp cái thằng Insectoid đâu. Cứ lên 10 đi. Lên 10 cho Châu đánh với cả Insectoid. Insectoid sẽ kẹp với cả mèo đấy anh em ạ. Trận này gặp thằng Insectoid kẹp với mèo, chúng ta cần cái khả năng hồi máu là cũng rất là ok. Đến là đón. Đến là đón, đem đến đây, đem đến Insect đến đây. Úi dồi, gặp luôn à. Để xem nào. Hồi máu rất là khỏe luôn đấy nha. Đội hình này của tôi rất nhiều con hồi máu. Đối thủ cũng có cái à, ui dồn nam khỏe đấy. Thôi chết rồi anh em ơi, mất chuỗi rồi. Cay nhờ, gọi là đến đây đấm nó sấp mặt này. Cay thật đấy. Phản này không ăn thua. Đúng rồi, cái bộ này hình như là các anh em cũng đã test rồi. Bộ này nó counter và bộ Wario. Con mèo này nó đánh nó xuyên giáp anh em ạ. Con mèo nó đánh nó sẽ không bị phản. Grim này. Nói thế thôi chứ cái thằng Insectoid tí nữa nó còn sẽ phải gặp cái thằng Warrior hàng Ryu. Thằng Warrior hàng Ryu chưa chắc nó đã sợ đâu nhá. Warrior hàng sợ Ryu nó có cái con Berserker ấy. Nó clear nó cũng khá nhanh đấy. Tôi chắc phải một thời gian nữa cái con cây lên được 3 sao thì tôi cho vào thì gánh được cái bọn Insectoid. Đấy, còn bây giờ tầm này thua thằng đấy. Với cả thua thằng này, chắc là thua thằng này nữa. Đấy, con già 2 sao rồi. Ui, nó quẹt bay màu luôn, toàn bộ đội hình luôn. Giết được con nào hai con đấy thôi. Mất máu nhiều thế. Vãi, 24 máu ạ. Là vừa rồi mà nó đẩy 24 máu luôn mà. Ơ, Insectoid đi luôn rồi kìa. Vãi đái. Tưởng mạnh mà gặp thằng nào đi luôn ấy.
Hiện tại chưa đủ đồ để đổi đồ cam anh em ạ. Chúng ta chỉ đổi được một cái đồ lẻ thôi. Đợi một chút. Sau ra 30 tôi sẽ đổi thêm một món nữa. Gặp thằng Wario hàng điêu này. Tầm này nó không ăn được tôi đâu. Ít nhất phải đến 40 là mới ăn được anh em ạ. Chứ cái tầm từ 30 đến 35, thậm chí là đến 39 ý, chưa chắc nó đã ăn được tôi. Chưa đủ đồ để ăn. Mà con quan trọng là con Doom nó phải lên được 2 sao cơ. Đối thủ vẫn chơi bằng co là Berserker thì chắc chắn là sắp hẹo lên nơi rồi. Bởi vì round sau ấy nó sẽ gặp cái thằng mết anh em ạ. Rao sau chúng ta sẽ phải bỏ cá vào đấy. Vừa có một cái thằng chết nên là tôi đang hơi lo là nó sẽ reset lại. Nhưng mà đây là nó là chết, nó là chẵn, nó không phải là lẻ. Chết ở số lẻ ấy, thì nó hay bị reset. Còn chết ở số chẵn thì thường là nó sẽ không reset đâu. Mà cái thằng nào chưa gặp thì nó sẽ gặp ở round tiếp theo thôi. Tôi nghĩ round tiếp theo tôi sẽ gặp thằng mết thật đấy. Đây khả năng nó chuyển sang 6 cá luôn. 9 warrior fake này nó không có khả năng kẹp cá anh em ạ. Nhưng là thôi, chuyển 6 cá chơi luôn. Rồi. Đồ cam luôn. Ok, được. Vương miệng rực rỡ này là ngon rồi. Cá vào luôn anh em nhá. Được chưa? 6 cá. Thằng mết nó lên được level 11 là nó sẽ là 5 dòng 9 mét đấy. Nếu mà không có gì thay đổi thì sắp tới nó sẽ là 5 dòng 9 mét. Và cái bộ 5 dòng 9 mét gặp tôi thì như gặp bố luôn. Anh em tin không? À, gặp tôi chắc chắn là như gặp bố luôn rồi. Tính chơi cái con đường fake chuyển nó rất nhanh. Nó không như là chơi 9 qua đi ở hàng view. Đấy rồi. Xin chào. Chưa à, chưa chuyển. Không sao hết. Chưa chuyển thì tôi vẫn ăn được rồi. Ok. Rao sau lại gặp lại nó. Rồi. À ui thằng kia chết rồi. Thế thì cũng gặp lại luôn. Rồi. Bỏ qua đi thôi anh em ạ. Giờ đánh với cả nhà mết rồi thì cứ chuyển sang cá được rồi. Rèn thêm cái áo mưa nhá. Tầm này lấy áo mưa thôi. Ok. Mày thì quét rác đi, xin chuỗi luôn. Quét mạnh vào. Thầy sắp đi ở đây anh em ạ. Chả cái cơ hội gì cả, 5 rồng vào thì cũng đi thôi. Trứng ngay từ từ nhá, để xem đập cho con gì. Cũng chưa muốn đập cho Doom. Cái Tsunami này. Cái Tsunami mà ra thì thôi chắc là bỏ cái con Aquaman đi.
Ui rồi làm rồng à, làm rồng. Ui rồi làm rồng. Ây giời. Thôi, xác định luôn bạn ơi. Bây giờ bạn mất công lên được 11 thì thôi cho bạn chơi thêm một vài round nữa thôi, chứ còn sớm muộn gì thì cũng chết thôi, đánh chờ chết mà. Tầm này chuyển gì ăn được đâu. Thôi cái con này thôi bỏ đi. Trả lên được 2 sao vứt luôn. Dồn lốt kiếm một con cây 3 dồn đồ cho cây là xong. Đây rồi. Chết rồi nhưng mà không kịp mất. Như nào đấy? Ô. Không kịp, không kịp, không kịp, không kịp, không kịp. Thôi rồi, đập trứng cho con đan lét vậy. Mà rau này khả năng nó đi rồi ấy. Tôi không nghĩ là nó ăn được quả này đâu. Xong rồi. 21 máu đi không? Trồng rồng. Úi ơi đi thật. Vãi đài. Chơi chính qua đi fake ấy, nó có một cái hay đấy là chúng ta nếu mà gặp mết ấy, lên game có thể đổi qua lại, nó rất là dễ để counter đối thủ. Cũng ngon. So với cái bộ hàng view thì nó cũng có cái điểm hay của nó anh em ạ. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay ấy, để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Cũng là bộ 6 cá chơi với cả mết nhưng mà là gót kết hợp với cả 6 cá. Đã thế còn khuyến mại kết hợp với cả trong chóng tre xoay liên tục bất tử nữa. Thì không biết là cái bộ mết nó đỡ cái kiểu gì anh em nhỉ. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái trận đấu rất là hay, siêu phẩm counter bộ Warrior anh em nhé. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.